Một buổi sáng đốt mỡ hiệu quả nhưng lại cực kỳ đơn giản của mình. Nhưng mà ta nói nghe cái tiếng mà nó phấn chấn tinh thần á. Hôm bữa có cái bà kia nói tôi không biết nhảy dây. Hôm nay tôi sẽ cho bà thấy tôi không biết nhảy dây thiệt. Nó giỡn chứ biết sơ sơ. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Ê wow, mấy bạn có thấy gì không? Tôi mới vừa nhảy double á. Có nghĩa là cái dây nó qua chân tôi hai lần lận á. Coi nè, coi nè. Hỡi, một, hai, trời ơi, chấn động. Ui da. Không sao, đứng dậy đi. Thất bại là mẹ thành công. Cái quan trọng là chúng ta không nên có quá nhiều mẹ là được rồi. Đó, con ngựa ngựa là con dấp té thấy mẹ con luôn nha con. Ôi trời ơi, tôi nói thiệt chứ mấy bạn. Mấy bạn có hiểu được cái cảm giác là khi mà mình đạt được một cái, mình phá được một cái kỷ lục gì đó, nó tuyệt vời lắm không? Qua chúng ta ngủ. Tại vì trong lúc tối hôm qua chúng ta ngủ, cơ thể chúng ta đốt mỡ. Sáng ra mượn cái đà đó đốt mỡ tiếp tục. Mà chưa kể hôm nay mình vừa tập thể thao, mình vừa tắm nắng, mình vừa có vitamin D. Trong khi đó ở ngoài kia người ta phải tốn cả đống tiền để mua thuốc bổ sung vitamin D. Ôi cuộc sống của tôi chỉ ước rằng mỗi ngày được tập thể thao cùng với một cọc tiền rồi tôi cảm thấy vui vẻ rồi. À ý là vui vẻ thôi chứ còn hạnh phúc thì còn nhiều yếu tố hơn. À sẵn đây có nhiều bạn hỏi tôi quay bằng cái gì quá nên tôi sẵn đây chia sẻ với các bạn luôn. Cái này nó rẻ mà còn có cái nút bấm cái gì? À chụp hình từ xa. Hồi trước muốn quay thấp là phải xài cục bên phải, quay cao xài cục bên trái. Giờ có ẻm xuất hiện, một mình ẻm cân hết tập cỡ nào tập tới 9 giờ sáng là phải rút quân liền. Tại vì tia UV bắt đầu xuất hiện. Xin chào các bạn, mình là Ém Fitness và ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy